Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sới bạc đại hội 13 đang bạo loạn và xảy ra rất căng thẳng trước thềm đại hội. Không biết Trung ương 13 khóa 12 sẽ đưa ra những phương án nào đến giờ. Nơi lo lắng nhất là ban tuyên giáo chưa có được hướng chính xác để định hướng dư luận về những nhân vật chủ chốt khóa tới. Sới sóc đĩa của dân giang hồ ngày trước, người cầm cái phải là một tay anh chị có uy. Uy ở đây là uy tín về tiền bạc, đảm bảo về câu nói ra thế nào sẽ làm như vậy, và uy hơn nữa là độ máu mặt, có anh em đông. Thêm nữa là tay sóc cần phải cân tay ngay bát, lệnh bán chẵn bán lẻ phải thật rõ ràng. Sới chia làm ba ngồi vòng quanh bát đĩa thì được đặt tiền chẵn ở bên phải và tiền lẻ thì ở bên trái. Và sới ngồi hai hàng thì chẵn ở bên trong và lẻ thì ở bên ngoài. Trong cái sóc, khi mà cái sóc thì đặt bát đĩa xuống, ai đặt đâu thì đặt. Cái hồ dứt khoát là tay không ai được đụng xuống nữa. Và sau đó thì nhà cái kiểm tiền đôi bên và quyết định bán chẵn hay bán lẻ hoặc cân. Sới bạc im phăng phắc chỉ khi mở bát có tiếng ồ tiếc nuối. Bạc loạn là tiếng chửi cãi nhau, cốp chát với nhau bên ngoài, không xuống tiền mặt nhà cái, rằng co huyên náo. Bạc như thế thường là kẻ cầm cái không có uy tín, hoặc canh bạc đã tàn, nhà cái không còn thiết tha gì nữa. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam lần này theo lệ chỉ có 2 lần họp trung ương nữa là tiến hành đại hội. Đến nay thì nhân sự chủ chốt vẫn chưa có hướng nào rõ rệt. Ông Trọng úp mở là trăng đến rằm, trăng mới tròn. Cứ theo diễn tiến xảy ra thì bà Ngân, ông Trọng, ông Phúc, ông Vượng và thậm chí cả ông Nhân và Trương Hòa Bình cũng chưa có vẻ gì là muốn từ giã chính trường, mặc dù họ đều đã quá tuổi. Vấn đề là chẳng ai dám ý kiến nhắc nhở họ về và ai đưa ra người kế nhiệm, bởi vì chính ông Trọng cũng mập mờ không rõ. Dường như ông muốn ngồi thêm, và nếu như ông ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa thì ông mở miệng nói những người trẻ hơn ông đến cả chục tuổi phải về nghỉ hưu làm người tử tế là một điều rất khó nói. Giờ đặt trường hợp là tất cả trường hợp quá tuổi như Ngân, Phúc, Vượng, Sáu Bình, Nhân đều ở lại cùng với ông Trọng thì điều gì sẽ xảy ra? Điều xảy ra là ông Trọng có thể chết bất thình lình giữa nhiệm kỳ. Một cuộc xáo trộn tranh giành liệu có thể xảy ra hay không? Và trường hợp ông không chết thì ông làm gì ở vai trò chủ tịch nước khi ông không thể đi đâu, không thể tiếp khách quốc tế và không thể tham dự những nghi lễ quốc gia? Còn về mặt đảng thì ông nằm trên giường bệnh chỉ đạo hay triệu kiến những bí thư tỉnh ủy đến làm việc. Như thế thì bọn thư ký của ông sẽ có rất nhiều quyền lực, bởi chúng đưa tin tức đến cho ông thế nào thì ông biết thế vậy. Và chúng cho ai vào gặp thì ông cũng chỉ biết vậy. Như thế rồi cũng tất sẽ bị loạn. Vậy thì ông Trọng ở lại và cứ cho là ngồi được hết kỳ 13 rồi ông sẽ về hưu. Nhưng đến đây thì lại xảy ra trường hợp là các ông Phúc, bà Ngân cũng đòi ngồi thêm đến nhiệm kỳ 14. Lần này thì họ vin vào việc ông Trọng quá tuổi ngồi lại 2 kỳ. Vậy họ cũng muốn ngồi thêm kỳ 14 nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra và ai ngăn khi quyền lực trong tay của họ? Và lại những hết nhiệm kỳ 13 sẽ quá tuổi như ông Tô Lâm, Nguyễn Văn Bình, Trương Thị Mai, Phạm Bình Minh, họ cũng chỉ muốn ngồi thêm nhiệm kỳ 14 với một lần quá tuổi thì sao? Sẽ không có luật lệ gì hết, cứ ai có quyền lực thì sẽ đặt ra luật lệ và có lợi cho mình để rồi ngồi tiếp giữ ghế hưởng bổng lộc. Một đám lãnh đạo tham quyền lại lý do này nọ để ngồi giữ ghế. Chúng sẽ diệt hết những mầm mống nào trẻ hơn đang ở vị trí thay thế, để thiên hạ thấy không có ai có thể thay thế, và chúng buộc vì tồn vong của đảng mà tiếp tục làm việc. Nếu duy trì một trường hợp đặc biệt quá tuổi ở lại như nhiệm kỳ trước, chỉ có một mà thôi thì sẽ chọn ai? Lại chọn ông Trọng. Ông chết nửa chừng thì sao? Và việc mình ông Trọng ở lại về lý do thì dễ hơn, vì ông có thể sửa đổi điều luật như dạng như Putin, Tập Cận Bình, ngồi cho đến hết đời. Nhưng vấn đề là nằm ở sức khỏe của ông bất thường.
Còn ông Trần Quốc Vượng, ông không phải là tứ trụ, cũng không ảnh hưởng, không có uy tín gì, ông ở lại thì liệu dã tâm của Nguyễn Xuân Phúc có chấp nhận hay không? Duy nhất, ông Phúc ở lại, thế bà Ngân, ông Nhân và nhiều người khác có chịu nghe hay không và cũng chịu trở về làm người tử tế hay không? Giả sử như tất cả những người quá tuổi đều về thì gặp phải vấn đề là những người kế cận họ là ai? Dễ nhìn thấy ngay là ông Phúc và ông Trọng đều tham hiểm với các vấn đề người kế cận. Nguyên tắc của Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo phải có thêm trách nhiệm đào tạo và giới thiệu người kế cận. Lợi dụng điều này, ông Trọng đã chơi bài dìm người kế cận để không ai bảo mình tham quyền vì không có người kế cận. Ông Phúc cũng bắt chước học theo hãy phân tích người kế cận của từng ông một. Ông Trọng đưa ra ông Vượng một người quá tuổi và quá lu mờ so với ông để vào vị trí kế nhiệm. Một người quá tuổi và quá lu mờ hay thế thay thế cho ông thì chẳng phải là ông làm có tốt hơn hay không. Đấy là suy tính đầy mưu toan của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Còn với CLMV Nguyễn Xuân Phúc thì còn nham hiểm hơn. Kế nhiệm Phúc là Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, một tay mặt sắt chưa từng kinh qua quản lý kinh tế, quản lý địa phương, đối ngoại, đối nội. Và vừa quá tuổi vừa không kinh qua các kinh nghiệm kinh tế. Nếu như Sáu Bình quá tuổi mà làm Thủ tướng thì chẳng phải cứ để Phúc làm thì có phải tốt hơn không? Trọng và Phúc giống nhau là những người kế nhiệm có vẻ ưu thế nhất thì không bị bệnh lạ thì cũng bị kỷ luật. Như ông Huynh và ông Quang bệnh lạ ngay sau khi ở vị trí kế nhiệm không lâu. Hoặc như ông Hoàng Trung Hải bị kỷ luật, ông Vương Đình Huệ thay thế bí thư Hà Nội. Phúc lập tức truất luôn Huệ khỏi Phó Thủ tướng, không còn đường quay lại và cả hai đều để kế nhiệm mình là người không bằng họ như Trần Quốc Vượng và Trương Hòa Bình. Vậy là trường hợp quá tuổi về hết cũng gặp khó khăn với người kế nhiệm. Ai sẽ thay thế Tổng Bí Thư? Ai sẽ thay thế Thủ tướng? Chẳng có ai có khả năng cả. Chả lẽ đưa Vương Đình Huệ quay lại làm Phó Thủ tướng để chuẩn bị kế nhiệm thì quá khôi hài vì phải làm thủ tục từ Quốc hội, Chính phủ một lần nữa. Ở lại hết cũng dở, một vị trí cũng dở và về hết thì cũng dở. Không biết là Trung ương 13 khóa 12 sẽ đưa ra phương án nào. Đến giờ thì nơi lo lắng nhất là Ban Tuyên giáo chưa có được định hướng xác định được dư luận về những nhân sự chủ chốt khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mỗi 5 năm một lần thì Đảng Cộng sản Việt Nam triệu tập hàng ngàn đại biểu Quốc hội tại Đại hội Đảng để bầu ra lãnh đạo mới cho đất nước trong nhiệm kỳ tới. Phần nửa ủy viên Bộ Chính trị sẽ quá tuổi 65 và do đó sẽ nghỉ hưu. Đại hội Đảng cũng sẽ thông qua chiến lược phát triển kinh tế xã hội cho giai đoạn 2021-2030. Đây là hai vấn đề giáo sư tiến sĩ Vũ Tường, khoa chính trị Đại học Oregon, Hoa Kỳ và nhà nghiên cứu tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu ISEAS bàn đến trong buổi hội thảo trực tuyến ngày 4 tháng 9 về Đại hội Đảng 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp phân tích rằng 10 năm trước mắt sẽ là rất quan trọng cho phát triển kinh tế ở Việt Nam. Gần đây nhất, chúng ta được biết là Đảng đã đạt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hóa. Để thực hiện chiến lược này, câu lãnh đạo là ai rất quan trọng vì người lãnh đạo đất nước sẽ quyết định sự thành công của chiến lược. Hôm 1 tháng 7, Chánh Văn phòng Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế Xã hội chuẩn bị Đại hội 13, ông Bùi Tất Thắng đã nói về chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong 10 năm tới rằng trong chiến lược phát triển mới, mục tiêu tổng quát đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao. Theo tiến sĩ Lê Hoàng Hiệp, danh sách ứng viên Ủy ban Trung ương được đưa ra Hội nghị Trung ương thứ 13 sắp đến. Tuy nhiên chỉ khoảng phân nửa ủy viên Ủy ban Trung ương sẽ là nhân sự mới vì từ 85 đến 90 ủy viên đương nhiệm sẽ tái ứng cử. Bộ phận này sẽ chọn ra Bộ Chính trị và theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhận định Bộ Chính trị sẽ duy trì 19 ghế. Trong đó hiện nay ông Trần Đại Quang đã mất, ông Đinh Thế Huynh bị bệnh và ông Đinh La Thăng thì bị ngồi tù. Còn lại 8 nhân sự đáng chú ý phải nghỉ hưu vì
quá tuổi 65, trong đó có Trương Hòa Bình, Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng. Tuy nhiên thì tiến sĩ Hiệp nói câu hỏi lớn là sẽ có bao nhiêu trường hợp được miễn giới hạn tuổi. Có những trường hợp ngoại lệ, câu hỏi là bao nhiêu? Và nhiều người tin rằng Trần Quốc Vượng sẽ được miễn giới hạn độ tuổi vì có khả năng ông sẽ được bầu làm Tổng Bí Thư. Theo truyền thống thì thường chỉ có Tổng Bí Thư được miễn, nhưng đã có tin đồn là Nguyễn Xuân Phúc cũng tìm mọi cách để được miễn giới hạn tuổi. Ông Phúc mới chỉ làm Thủ tướng được một nhiệm kỳ và ông có sự ủng hộ để tiếp tục ở lại. Theo quy tắc thì nên có trường hợp ngoại lệ nhất có thể để việc miễn giới hạn độ tuổi cho vài trường hợp mới có ý nghĩa. Vì vậy thì chúng ta sẽ phải chờ đợi xem liệu ông Phúc có thành công trong việc tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ nữa hay không. Theo tiến sĩ Hiệp thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thể được lên chức làm Chủ tịch nước, nếu không thì khả năng cao vai trò đó được trao cho Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ông Vượng năm nay đã 66 tuổi, nhưng theo tiến sĩ Hiệp nhận định thì khả năng ông làm Tổng Bí Thư tiếp theo là cao, vì trong vai trò Ủy ban Kiểm tra Trung ương ông đã đẩy mạnh chiến dịch đốt lò cùng với ông Nguyễn Phú Trọng, hoặc là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục ngồi ở tiếp nhiệm kỳ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam kế tiếp. Sự ủng hộ từ ông Trọng là thiết yếu, nếu bất kỳ ai được sự ủng hộ của ông Trọng sẽ có khả năng cao là sẽ được bầu chọn. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Tường, sau một thập niên trong vai trò Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước từ năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng đã củng cố được Đảng Cộng sản Việt Nam qua chiến dịch đốt lò, xây dựng hệ thống công an trị và nâng cấp vai trò của Đảng trên sân chơi quốc tế. Ông Trọng đã viếng thăm hơn 20 quốc gia cho đến năm 2019 và có lẽ là người đứng đầu Đảng đi nước ngoài nhiều nhất trong lịch sử của Đảng sau ông Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Tường lập luận rằng ông Trọng đã dùng chiến thuật ngoại giao đảng với đảng đối với các nước láng giềng nhưng không thành công hoàn toàn. Vì các nước láng giềng của Việt Nam đều là các nước cộng sản nên dùng chiến thuật đảng với đảng hiệu quả để phát triển quan hệ. Và Việt Nam có lợi thế vì Đảng Cộng sản Lào, Cộng sản Campuchia là đàn em của họ, nổi lên cũng là nhờ vào Việt Nam. Nhưng khi nói đến Trung Quốc thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại là đàn em và có nợ với Trung Quốc. Vì sự hỗ trợ trong chiến tranh, chính sách này bất lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam và đã thất bại không ngăn chặn được Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là di sản lớn mà ông Trọng để lại và người kế nhiệm phải đương đầu để giải quyết. Tuy nhiên thì cả hai diễn giả đều nói chú trọng trước mắt là cải cách nền kinh tế và sẽ không có nhiều kỳ vọng cho những thay đổi chính trị. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp cũng nói thêm rằng sau nhiệm kỳ của ông Tổng Trọng, Việt Nam sẽ trở lại với cơ cấu tứ trụ. Từ năm 2018, ông Trọng nắm hai vị trí hàng đầu của Bộ Chính trị, đó là Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí Thư, và sau đó thì khi ông Trần Đại Quang từ trần. Theo tiến sĩ Hiệp thì Đảng Cộng sản Việt Nam muốn giữ cân bằng quyền lực trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên thì ông nhận định sự cân bằng sẽ không có trong cơ chế của chính quyền và trong chính sách của họ. Những nhà lãnh đạo vẫn ưu tiên cải cách và phát triển nền kinh tế. Tôi nghĩ đảng vẫn biết có những giới hạn trong cơ chế và hệ thống đảng. Có thể sẽ có những nỗ lực để cải cách chính trị trong 5 năm trước mắt. Nhất là nếu cần để bảo đảm hệ thống chính trị không ngăn cản tiềm lực kinh tế của đất nước. Vào cuối năm 1990, Đảng đã đưa ra mục tiêu trở thành nước phát triển trong năm 2020. Bây giờ chúng ta đã trong năm 2020 và Việt Nam đã thừa nhận không đạt được mục tiêu đó và họ đặt ra mục tiêu mới trong năm 2035 hoặc 2045. Giáo sư Vũ Tường. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành đổi mới sau Đại hội 6 năm 1986, kinh tế Việt Nam đã tăng vọt, góp phần đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới trở thành các quốc gia thu nhập trung bình thấp. Theo Ngân hàng Thế giới thì từ năm 2002 đến năm 2018, GDP đầu người tăng 2,7 lần và từ dưới 500 Mỹ kim năm 1986 và đạt trên 2.700 Mỹ kim trong năm 2019.
Tuy nhiên, những biến đổi trong tình hình kinh tế thế giới và hạn chế trong nước gần đây đã khiến cho GDP trong nước chậm lại. Nhiều kinh tế gia cho rằng nhà nước còn can thiệp quá nhiều vào thị trường, và theo Ngân hàng Quốc tế thì dịch bệnh virus Vũ Hán đã khiến tăng trưởng kinh tế năm 2020 bị dự báo là sẽ giảm xuống từ 3 đến 4% so với tỷ lệ 6,5% được dự báo trước khủng hoảng. Theo giáo sư Vũ Tường, thì vào cuối năm 1990, Đảng đã đưa ra mục tiêu trở thành nước phát triển trong năm 2020. Bây giờ chúng ta đã trong năm 2020 và Việt Nam đã thừa nhận là không đạt được mục tiêu đó. Và họ đã đặt ra mục tiêu mới trong năm 2035 và 2045, nhưng do thất bại trong việc tái cấu trúc nền kinh tế. Tiếc là có vẻ như Việt Nam sẽ thất bại một lần nữa. Theo giáo sư Vũ Tường thì lãnh đạo cần đặt trọng tâm vào việc tái cấu trúc nền kinh tế để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu thì mới có thể đạt được mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội, trở thành quốc gia phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập cao đến năm 2045. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.